tối mà tôi đọc mỗi ngày tôi đọc không ra nữa. Tức là bây giờ chú nói về tình trạng về cái xe của chú đi. Dạ yeah, rồi. Là chiếc xe đó là mới mua về ngày 22 tháng 2, là ngày thứ hai vừa rồi á, đầu tuần á. Bữa nay là ngày thứ bảy, là ngày 26. À, thứ bảy là ngày 27. Thì thứ hai vừa rồi là ngày 22 tháng 2 năm 2011. Thì tôi mua xe bên chỗ đại lý xe Nam Hải, rồi có tặng cái nón đó, cái nón Nam Hải bây giờ nó còn đó luôn, rồi còn mấy kem luôn. Thì khi mà thủ tục mua xe là làm xong xuôi rồi á, là tới 5 giờ chiều thì tôi chạy về. Như đó là chạy về nhà, cái xe mới chạy ra mua trong hãng ra thì chưa có biển số. Thì tôi chạy về thì trong lòng tôi nói bây giờ không thiếu, có hẹn với em chạy xuống có mượn nó mấy trăm, nói là thôi sẵn đây chạy về trả nó mấy trăm luôn, tiện mình khoe chiếc xe luôn. Tại vì mừng mà cái tâm lý mình mừng quá, mình muốn khoe đó. Thì về bạn nói là thôi giờ muốn xe sướng quá rồi, thì bây giờ anh rửa đi đó. Thì tôi nói à thôi nếu vậy á thì mua mấy lon bia uống cho vui, coi như anh rửa xe. Thì uống một người ba lon, mua sáu lon một người ba lon đó. Thì nó nói thôi giờ anh còn chạy lên nữa, tại vì là xe mới mua mà về vợ nó nhà nó trông đó, nó trông vì xe mới mua mà mình đi tối rồi ở nhà nó trông tội nó. Thì tôi mới nói thôi giờ anh uống đây, anh không uống đâu, anh về. Thì tôi chạy ra nó chỗ trạm thu phí, chỗ trạm thu phí Vĩnh Lộc á, thì có hai anh công an giao thông, anh chạy xe mô tô. Thì có một trong đó anh ốm và anh mập đó. Thì anh ép xe tôi vô lề. Thì khi mà tôi đứng lại thì tôi nói ông không có chào hỏi với tôi hết á, nói đưa xe đây. Thì tự nhiên ông lấy xe tôi, ông chở tôi đi. Thì ông nói chú đi đâu về, nói là tôi đi công chuyện về những bạn tôi về đó. Nói giờ chú có tiền đó đi, tôi 2 triệu tôi cho chú đi đó. Còn trường hợp chú là về đây là tôi phạt chú á, nói việc anh đó là bây giờ trong túi tôi có được 500, nếu anh lấy thì tôi gửi, còn nếu mà 2 triệu á thì tôi không có đó. Nói vậy vậy thôi thì qua đây tôi lập biên bản. Tôi nói nếu mà anh lập biên bản á thì tôi cũng chịu thôi đó, chứ còn nếu mà 2 triệu thì tôi không có, mà tôi có 500. Nói 500 làm sao đủ đó, thì có nói chuyện là như vậy đó. Thì anh công an anh không có thông cảm, thì ông ốm nói thôi giờ qua lập biên bản luôn. Thì khi tôi qua bên biên bản thì hai ông công an này không có mặt, thì mấy ông có một ông khác vô. Thì ông nói là cái luật cái lỗi này là bây giờ phạt sao à, thì ông công an mà ông nắm trong luật mà ông không biết luật thì làm sao tôi biết luật đó. Thì tôi muốn nói vậy thôi. Thì coi như là ông nói cái lỗi này là lỗi ghi như thế nào, hỏi cái ông cái kế bên. Thì ông kế bên nói cái lỗi này là lỗi vi phạm là không có tiền số, chỉ như vậy kia thì chỉ cho ông kia. Ông kia mới ghi biên bản, thì biên bản thì giờ tôi đọc không có ra luôn đó. Tôi đọc nếu anh ghi chữ anh rõ ràng từng chi tiết tiết mục này kia cho nọ, nếu mà tôi nói mấy bạn tôi nói này vì sao cái giấy này là tôi không có khuôn dấu của nhà nước, nếu nhà nước ra làm là phải có khuôn dấu mộc, mà đây không có gì hết, là tôi sao biết là giấy này là đúng hay là sai, mà khi đó là có cái ông xe ôm đứng bên cạnh nữa. Ông nói đủ má, xin lỗi anh luôn, xin lỗi chú à, ông chửi vậy đó, nói đủ má mày, mày rảnh vô hơi quá mày đưa tiền cho tao mày đi mẹ đi, còn không đủ mẹ người ta giam xe mày đó. À, thì tôi đứng đó tôi nói với người anh đó là tôi bị bắt ghê, nhưng mà giờ anh nói lệnh kia đó 500, tôi có 500, 2 triệu chúng đó. Nói đủ mẹ thôi giờ đủ má mày, mày vất xe mày luôn đi đó. À, để tao chở về, tao không rảnh tao chờ mày, mà trong khi tôi không có kêu ông xe ôm chở tôi đi. Tôi đang có lúc đó là đầu óc tôi đang bị rối loạn rồi. Bị rối loạn bây giờ tôi không còn biết gì nữa rồi, tại vì tài sản tôi mới mua ra mà bị mất là coi như là tinh thần tôi là bị rối loạn, không còn biết gì hết nữa. Thì ông cho ông nói đủ má mày, mày lên đây có chở tao không rảnh tao đứng chờ mày hoài. Thì bây giờ sau này tôi suy nghĩ lại, về nhà tôi suy nghĩ, tôi nói ở chết cha rồi, mấy người công an này mình không biết người ta ở chỗ nào à, mà đêm đó tôi ngủ không được, tôi thức trắng đêm đó, rồi chiếc xe mà là bị mất luôn rồi, không biết nó ở đâu nữa. Thì bạn tôi nói là bây giờ anh chỉ có việc á là anh chạy từ nó chỗ mà đường cao tốc á với năng xương, anh hỏi mấy người giao thông là người ta chỉ cho anh thôi. Ờ, có đó. Cái biên bản này thì là ở đâu là biết, ở đâu à, người ta biết thì bạn mình chỉ vậy, thì mình đi kiếm thì gặp cái ông công an à, quên, gặp ông xe ôm, ông nói là ở đây là có cái cầu kênh 8 này đây, anh cứ vậy vậy là đội nó nằm dưới đó à, thì tôi mới chạy về đó.
Thế là bây giờ là tức là này, tức là bác đi mà hai cảnh sát giao thông Phú Lâm nói bác là 2 triệu, đúng, đòi 2 triệu, nhưng đúng, mà bác không có 2 triệu, bác chỉ có 500 thôi, đúng, nhưng mà người ta không chấp nhận là 500, người ta phải, nên là người ta sẽ tiến hành là lập biên bản, đúng, đó, tiến hành lập biên bản của bác thì ở trong này là em không có đọc được, mà nó không đọc được luôn, vâng, mà cái lỗi gì tôi không biết cái lỗi gì luôn. À, trong này nó chỉ có ghi là có cái chứng nồng độ thôi. Cái gì xe không biển số, nói chung là đúng rồi. Nó không có cái lỗi mà không biển số là có 400.000 thôi. Rồi. Đó. Thì cái xe của bác là xe mới đúng không? Đúng. Xe mới mà mình mới mua về. Tức là trong cái thời gian chờ xin số là bác có cái giấy tờ mua bán xe nó là hợp pháp. Đúng. Đó. Nhưng cái đó là không có phạt được. À. Cái đó là chỉ có nhắc nhở thôi. À. Đó. Nhắc nhở cũng không đúng, làm mất thời gian của người tham gia giao thông. À. Dạ. Thế còn bây giờ này, nhưng mà về cái kiểm tra nồng độ cồn này, nếu mà bác có nồng độ cồn thì đương nhiên là cái đó là mình phải chịu pháp luật đấy. Nhưng kiểm tra ở đây hiểu là họ tìm đủ mọi cách, tìm đủ mọi cớ để kiếm chuyện với bác để họ kiếm tiền thôi. Đúng. Đó. Mà đến bữa sau bác cầm cái này lên thì chắc chắn bác không có ra kho bạc đóng, mà bác sẽ nó sẽ kêu đưa bác đưa tiền cho nó. Thì có cái dịp thứ hai nữa để trình bày chú Lăng, chú Thành, chú Hiểu là cái nội dung là cái này. Thì tôi cầm tờ giấy này về với chỗ đội thang á, thì cái cô này có nói bây giờ anh á là cái người đứng tên là không phải là anh, là Nguyễn Thị Kim Thanh. Thì tôi nói là Nguyễn Thị Kim Thanh là vợ tôi, thì người ta nói bây giờ anh lên lấy giấy chứng nhận kết hôn về đây là em bỏ bất lỗi với anh. Thì nói ở đây á, thì ông công an kia nói này, lỗi hay không lỗi là do tụi tôi quyết định, do không ai quyết định. Thì hỏi là cái luật pháp là đã đặt ra cái lỗi, anh phải căn cứ lỗi để anh phạt. Bây giờ anh muốn lỗi nào là do anh quyết định, cái đó là không có đúng. Yeah. Tôi bức xúc cái chuyện đó, bức xúc nghĩa là tôi sai rồi, tôi hiểu. Tôi không có cãi, không chống chế, không gì hết. Yeah. Là tôi rất là tuân thủ theo luật pháp. Đó. Nếu mà anh mới quy định nồng độ từ đây tới đây là bao nhiêu, rồi từ đây bao nhiêu thì kia là bao nhiêu, đó, tổng hợp là anh chịu mức bao nhiêu. Thì bây giờ nói ở đây là mức độ là lúc đầu là công an giao thông lập biên bản á, nói cái này không chú ơi, cái này có đàng hoàng với mình. Nói chú cứ ký vô đây không sao đâu, thì chẳng quay chịu xe cho chú thôi. Rồi ngày mai chú về là cái này không bao nhiêu tiền hết, thì chú đóng xe đóng phạt xong rồi chú lên. Thì chú nói à thế vậy thì chú về. Thì giữa đường ông xe ôm á, ông nói này, bây giờ tôi nói thiệt ông luôn á, chỗ anh em với nhau tôi nói thẳng, ông thấy ông cũng tội, tôi giúp ông. Nếu mà tôi với ông xe ôm không có quen biết gì nhau hết, thì sao gọi là tôi với ông là anh em được? Mà sao ông biết tôi như thế nào gọi là tội với tôi được? Điều thứ hai, điều thứ ba ông nói này, bây giờ cũng còn tiền, anh đưa tiền cho tôi lúc nãy công an hỏi anh bao nhiêu, thì tôi mới thật lòng tôi nói lúc nãy ông nói tôi 2 triệu, bây giờ tôi có 500, nói thôi giờ ông kiếm đâu ra được 2 triệu, tôi quay tôi lấy xe cho anh. Thì ông xe ôm là cái gì, ông đứng ra bổ lạnh lấy xe tôi được? Đó là theo chú Thành tôi nói là bắt trọng, bắt nói là đấu tranh luôn rồi, vậy đó là tôi học được hết rồi đúng không? Nhưng mà mình sai mình phải chịu. Nếu để cái sai đây là ông xe ôm đứng ra ông bổ lạnh, đúng không? Ông nói bây giờ anh cũng còn tiền thì anh đưa tôi 2 triệu đấy, tôi xuống tôi lấy xe cho rồi anh đi về, còn tiền cà phê tôi là chút xíu anh gửi sau. Thế bây giờ là bác còn biết cái ông đấy ở chỗ nào, bác biết ở đâu không? Không biết, tại vì mình mới gặp có bữa tối mà trốn ván rồi, khi đó là mình không còn nhớ gì hết nữa, thì mình không nhớ gì luôn á. Ngay ông công an mà không nhớ mặt nữa, biết là ông mập ông ốm thôi. Ông này ông mập là ông chạy xe, ông ốm ông ngồi sau, ông ốm xuống lấy xe mà không chạy. Thì chú Thành nói là khi trong ở đây sẽ có tình ý của chú Thành để làm qua, nếu mà anh lập biên bản anh không có niêm phong xe tôi là một, đúng không? Chú Thành có nói đúng không? Yeah. Rồi khi anh bắn nồng độ cồn á, mà cái phiếu nồng độ thì tôi không có thấy luôn, thì tôi không biết là tôi là lên bao nhiêu độ nữa. Rồi mấy anh làm mấy anh giải quyết cho tôi hoàn toàn, tôi không biết là tôi biết ký thôi. Yeah. Hả?
Thì lên có Mai này á, có chiếc Mai này, bây giờ tôi có số điện thoại của cô luôn. Nếu mà anh làm việc trong giờ hành chính, đúng không? Giờ sau giờ hành chính anh không có làm việc nữa. Anh là hết giờ hành chính của anh rồi, anh đâu làm nữa đâu. Nhưng mà lúc đó là tới 7 giờ tối, gọi điện thoại cho tôi. Nguyễn Thị Tuyết Mai bà. Nguyễn Thị Tuyết Mai là cái người mà chú chạy, chú nói là cô tóc ngắn á, là chú tối là tôi có gặp cô đó rồi, mà tôi cũng có số điện thoại cô đó luôn. Đó. Thì 7 giờ tối, cô mới nói là ngày mai anh chạy lên đây, thì em tìm cách em giải quyết cho. Thì mình mới hoang mang. Bây giờ nói nếu mà bây giờ cái lỗi của tôi là phạt bao nhiêu để tôi biết. Tại vì tôi nói thẳng luôn, bây giờ tôi cũng nghèo lắm, chứ không phải có đâu, nhưng tôi mua để cho góp, để tôi về tôi chạy Grab đó, để kiếm ăn. Nhưng nghề tôi là nghề xuống nước, nếu hiện nay dịch bệnh đó, thì tôi không làm gì ra tiền. Trong năm cũng nguyên một năm rồi mà ăn Tết xong cũng có, mà vợ tôi là làm ngày có 100.000 thôi, mà nuôi vợ, nuôi con, nuôi chồng, nuôi con, rồi nuôi phòng trọ nữa, nó ở phòng trọ đó. Mà sắp tới đây phòng trọ không biết tiền đâu ra để đóng nữa nè. Nhưng mà cô nói để cô tìm, bây giờ ngày mai chú cứ lên đây để anh tìm cách anh giải quyết giùm cho. Thì tôi nói thôi giờ cô ơi, thì trong vạn sự nhờ cô đó, thì cô thương tình cô giúp đỡ thì bao nhiêu đó là cô chiếu cố giùm cho nhẹ nhẹ chút được. Nói không ngày mai cứ lên đây. Như tôi nói cô này bây giờ cái giấy kết hôn á thì tôi không có, tại vì lúc đó đã ra tòa, thì trước mặt tòa là đã hủy cái tờ đó rồi. Thì còn cái tờ này là tờ, cái tờ này được công nhận, đã thừa nhận ly hôn. Nhưng hai vợ chồng tôi là thương yêu nhau thì cũng thương con, thì tôi quay về tôi sống với nhau. Thì đây là vì vợ chồng người ta đứng ra người ta mua, chứ không ai điên khùng mà đứng ra mua cho tôi hết, đây là vợ tôi. Thì bây giờ anh nói cái anh tờ này không được thì anh phạt thêm cái lỗi đó, thì cộng ra cũng là từ 10 triệu trở lên. 10 triệu trở lên. Là Nguyễn Thị Tuyết Mai nói chị. Nguyễn Thị Tuyết Mai. Đó. Thì bây giờ nói nếu mà bây giờ tôi mua xe về để tôi thẳng là tôi mua tôi chạy Grab. Xe tôi là luôn luôn chạy trên đường phố. Đó, tôi trình bày cho cô này luôn. Nhưng mà giấy phép lái xe thì bị tước rồi. 24 tháng. Thì tôi hỏi bây giờ trong thời gian mà tôi mua xe tôi không chạy thì tôi mua làm gì? Mà nếu tôi không chạy thì đời sống tôi có tiền đâu ra tôi sống. Thì cũng khổ tôi lắm, cho nên là di du, tại vì anh nói là em luật pháp hỏi bác này à. Tức là họ khi mà họ kiểm tra bác à, là chỉ có hai người thôi, hai người chạy xe, hai chiến sĩ cảnh sát giao thông, nhóm đó là 60 người, 6-7 người là trong cái nhóm của công an á, nhưng mà cái bắt xe mà là hai người chạy xe công an giao thông thì hai người hết trên mình vô lề là hai người. Còn khi chở qua cái chỗ mà lập biên bản thì hai người chạy xe đi, còn ở lại đây là mấy người khác làm việc. Mà có một ông đứng ra ông lập biên bản. Tại sao là bác lại khi mà mình vi phạm ở đâu là mình phải lập biên bản đó? Thế cho hỏi lại là khi mà cô Nguyễn Thị Tuyết Mai rồi xong rồi bác là đại úy Mai là cảnh sát xử lý an toàn giao thông, xử lý về chỗ đội cảnh sát giao thông Phú Lâm ấy, là có gọi điện cho bác lúc 7 giờ sáng như vậy, 7 giờ tối vậy, thì để xử lý thì bác có ghi âm lại cái cuộc gọi đấy không? Không, cái đó gọi quá, tại vì mình xài cái cùi bắp này. Không có gì trong, không có chức năng gì hết. Đó, mình cứ nghe thì mình cứ nhờ người ta giờ thôi, nói thôi giờ coi. Bây giờ phạt ấy, thì tôi biết cái sau giờ tôi cũng có lỗi rồi, thì có phạt thì tôi chấp nhận. Nếu mà trước cái phép lái xe 24 tháng á thì cũng tội với tôi. Tại vì tôi mua để tôi chạy Grab, nãy giờ công an phạt thì là sao? Thì cô nói không thì cái đó là theo cái luật là như vậy rồi. Thì tôi nói là nếu cái luật khác thì cô du di được thì cái luật này cô cũng du di được. Chú công nhận không? Nói vậy thì luật pháp người ta có quyền mà. Nếu nó đây tôi phạt có nghĩa là quyền của tụi tôi. Thì bây giờ cái quyền của anh thì anh nói là tại vì trên người ta xuống kiểm tra. Thì bây giờ nó nói nếu mà trên kiểm tra thì cái khác người ta kiểm tra cũng được nữa. Cái sau gì hết lấy xe tôi, nhưng mà anh nếu mà ra đường thì ra đường khi chú chạy Grab về. Thôi được rồi, bỏ cái vấn đề đấy đi. Bây giờ mình nói đây là vấn đề luật và nói về cái vấn đề mà xử lý trên cái phương diện là đúng pháp luật thôi. Tức là người ta nói hoặc là ở đây là họ có quyền, họ thích lỗi nhẹ, lỗi nặng gì đó là do bên họ. Đấy. Và họ có thể xử lý được, nếu mà bác đưa, ví dụ như bây giờ họ nói là khoảng 10 triệu.
là nếu mà để đóng theo đúng biên bản là khoảng hơn 10 triệu đúng không? Dạ. Còn nếu mà đưa tiền mặt thì chỉ khoảng 2 triệu thôi phải không? Đúng rồi. Dạ. Thì bây giờ cháu sẽ cho chú tiền 2 triệu để chú đưa nhá, để cho đưa cho họ. Không, bây giờ sự việc đó xong rồi, tại vì giải quyết đêm đó luôn á mới được. Còn bây giờ người ta đem xe mình để vào kho rồi là chỉ có theo biên bản thôi, chứ không có 2 triệu nữa. Lên đó cho đảm bảo với chú đưa 2 triệu cái biên bản này họ không ấy, họ không bao giờ làm theo biên bản này. Không bao giờ làm theo biên bản này. Chú tin cháu đi. Bởi vì cái biên bản này là nó sai hoàn toàn. Và thứ hai nữa là cái vấn đề mà tạm giữ phương tiện á, là họ phải lập biên bản tạm giữ phương tiện, nhưng mà ở đây nó đâu có tạm giữ phương tiện đâu. Không có gì hết. Không phải có. Đó là việc cái vi phạm pháp luật của bên lực lượng cảnh sát giao thông là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là đối với cái việc bắt đi tham gia giao thông mà cái lỗi không biển số ấy là chỉ có 400 ngàn thôi. Đó. Còn 400. Tư vấn về pháp luật. Dạ. Vì mình không biết về pháp luật. À, mình chỉ biết rằng coi như học trong chương trình dạy lái xe á, thì người ta dạy những cái tiêu chuẩn mà chạy trên đường phố như thế nào thôi. Dạ. Chứ còn người ta không đi vô cái luật đâu, luật người ta không có đi. Dạ. Ví dụ cho xin nói là giữa luật á, có nhiều luật hôn nhân gia đình, luật dân sự, luật hình sự, luật giao thông, chứ mà nó có chuyên đâu thì mình không biết. Thì người ta lên đó người ta nạt nộ mình. À, dạ. Người ta nói trình độ lớp 12 rồi là phải biết. À, tôi nói tôi không có học luật thì tôi không có biết. Nếu anh người có nạt tôi không có gì sai hết. Nếu không sai sao bị phạt, tôi nói sai là đâu tôi chịu đó thôi, chứ anh đừng có phạt cái chuyện này của chuyện khác. À, thì cho nên là tôi không biết luật, thì căn cứ cái điều luật là người ta nói này, bây giờ là tôi có thể là châm chế du di với anh được, nhưng mà với mức phạt như vậy kia là sao hỏi, thì cái đó là tôi nói là tất cả các giấy tờ là công an làm, chứ tôi không có làm, tôi không có quyền hết. Nếu mà con giấy xe là người ta chuyển lên công an rồi để người ta làm biển số. À, cái tôi không có quyền nữa. Bây giờ nếu để là liên hệ quá thì người ta ghi vô những cái nhu cầu người ta cần gì đó tôi đi qua đây, thì tôi về cửa hàng nói được rồi, để tụi con cố gắng liên hệ với chú coi lấy về được không, như lấy được thì lấy được thôi, thì nó không, con không có chấn chắc. Thì may là người ta đưa tôi lưu lại thì cô tiếp mai cô nói là dạ ok vậy được rồi. Thì bây giờ gọi xuống nói ý là cái người ta không nói rõ nhưng người ta gợi ý. Nếu cái gợi ý người ta là mình hiểu người ta muốn gì. Người ta muốn gì người ta gửi, chứ còn tôi nói uống, tôi nói ủa sao kỳ, ta công an cho nhiệt tình 7 giờ tối rồi người ta gọi mình quá nhiệt tình luôn. Yeah. Đó, nhưng mà người ta nói thấy anh tội á, tôi mới giúp cho anh đó. Đó, nghĩa cái đó là tôi thấy đó là anh dùng cái xảo ngữ. Yeah, đúng rồi. Anh dùng cái xảo ngữ, anh nói rất là thật cho tôi, nói à thôi cái lỗi này anh đúng là anh phải phạt như kia, nhưng vì thôi giờ hoàn cảnh của anh như vậy kia thì tôi cũng là cho anh cái mức như vậy kia. À, thì tôi cũng thiệt thà khai báo để nói ngày đó tôi có uống 3 lon bia. À, tôi uống 3 lon thì tôi có uống, nhưng mà cái nồng độ mà vượt quá nồng độ thì tôi nói thì cái chuẩn là bữa nay chính phủ quy định là ra ngoài đường không có được uống bia uống rượu thì tôi biết, nhưng mà ngày đó vì cái vui quá mà hạnh phúc quá mua được chiếc xe mừng quá thì tâm trạng tôi lúc đó là về để một khoe thôi. Yeah. Thì khoe là tâm lý tôi nói là bây giờ tôi mua một đôi dép nhựa cũng phải đi rửa, mua một cái nón đội đầu cũng đi rửa, đó là cái thói quen vui của anh em vậy đó. Ví dụ chú Thành mua cái áo sao bữa nay áo đẹp quá ta đi rửa đi, đó. Một ly nước mía cũng là rửa. Nhưng mà từ nay là bỏ cái thói quen đó đi bác nhá. À, với lại hai nữa là cũng không nên uống rượu bia. Đúng. Khi mình tham gia giao thông. Đúng. Đó. Đúng. Bởi vì mình thứ nhất là nếu như mà đi ra đường và cái lỗi nồng độ cồn á là nó thấp thì với một người có lương tâm đạo đức, tức là người ta sẽ biết là bác tham gia giao thông với cái nồng độ đó nó cũng có và là có lên hoặc là, nhưng mà nó cực thấp thì vẫn đảm bảo được an toàn khi tham gia giao thông, thì có thể đó là xử lý theo gọi là góc độ đạo đức thì cho người ta đi, không thì cái mức lỗi mà phạt á là thấp nhất của nồng độ cồn là như là cái gói này như 2,5 triệu phải không, là 2,5 triệu đó. Nhưng ở đây họ đưa cho bác lên tới cái mức cao nhất là 7 triệu đó, rồi cộng thêm cái không biển số là
không biết là ghi trong này là bao nhiêu, chưa có hình dạng. Đấy. Đấy. Khoảng nhưng mà cái không biển số thì lỗi không biển số là khoảng 400.000 thôi. Đó, đó là theo quy định. Thì trong họ lại dùng cái ngôn từ gọi là thấy bác khổ. Bác đấy là để cho gọi điện cho giúp chỉ cho bác. Nhưng đấy là cái diện mà xảo ngữ như bác nói, thực tế là đúng là dùng cái ngôn từ là nó không có thật tâm. Đạo đức giả. À, đạo đức giả, đó là thật tâm thật lòng mà đưa ra. Dạ, cái đó là gọi là đạo đức giả. Đó. Thì người ta nói này, mua xe này mà không có tiền hả? Đó. Thì tôi nói nếu tôi có tiền là mua tiền mặt luôn, chứ tôi không mua trả góp. Thì tôi mua trả góp là tôi chấp nhận trả tiền lời cho ngân hàng, thì tôi nghèo tôi mới mua, chứ còn nếu tôi khá giả thôi, hay là đừng nói khá, bây giờ tôi có tiền nữa, tôi cũng mua tiền mặt luôn. Nếu vậy tôi mua góp là chỉ biết cái giấy tôi là mua xe trả góp thì ghi rõ ràng là mua trả góp đấy, thì tôi khổ. Thì tôi bây giờ nha, cho nói với chú này là mình vi phạm đến đâu và mình sai đến đâu thì mình cứ xử lý nó, và cán bộ sai đến đâu thì mình sẽ nói chuyện với cán bộ sau. Còn bây giờ là từ sau trở đi cháu muốn chú hãy tìm hiểu cho mình về các quy định của pháp luật và trang bị cho mình một cái kiến thức pháp luật để mình tự có thể đứng lên bằng đôi chân của mình, để cho mình biết được pháp luật quy định gì mà mình nói chuyện với là lực lượng chức năng, như là ví dụ như công an chẳng hạn, hay là như giao thông chẳng hạn, là trực tiếp như chú là đi ra đường tham gia giao thông rất là nhiều, và chú sẽ thường xuyên bị hỏi thăm và đúng, chú đúng. Sẽ không bao giờ bị mất tiền nữa. Đấy, chú thấy không, nó kêu bảo là chú học hết lớp trình độ lớp 12 mà không biết luật, mà trong khi đó chính họ là cũng không biết luật đúng, mà đúng. Chú biết rồi chú lại chỉ cho họ thấy, và chú thậm chí chú dạy cho họ luôn thì họ sẽ không làm gì được chú. Cho nên chú Hạnh nói này, rồi cho mình một cái vấn đề mà nói vậy, cái người dân như mình á, là vô gặp công an là sợ rồi, sợ thậm chí mà đái quần luôn á. Tại vì sao? Khi vô công an là gặp dân phòng, ở người ta nạt nổ này kia cái nọ, tự nhiên là rối liền, người ta áp đặt mình liền đó, mình sợ liền. Nhưng mà nếu mình biết, ví dụ mình hôm nay mình học được có một mà người ta học với chuyên quá nay là 9-10 rồi, thì mình biết cái này người ta lấy người ta bắt bẻ lại mình nữa, thì mình rõ ràng mình sẽ thua. Có nghĩa là mình hơn người ta, mà cho nên mình có hơn người ta cũng không được. Ngay chú Thành cũng bị tạt mâm tôn của nhà nữa, thì nói chuyện cả như mình đúng không? Nếu biết luật như chú này, như chú biết luật này, nói luật. Nếu mà có bị mình không sợ, cháu đảm bảo không sợ như cháu. Cháu mong họ đến làm nhiều lần nữa cũng được. Chú Thành thấy mình quay clip nói rồi ok. Cái ông giao thông này không phạt làm việc, rồi ông kêu công an phường, rồi kêu dân phòng, quá trời người vô quay. Nhưng riêng chú bản lĩnh chú không sợ. Còn riêng mình nghe mình bị nhìn một cái là mình đã tái đen đáng quần luôn, mình xin lỗi luôn. Dạ. Rung tay lại là rung vậy nè. Dạ. Nghĩa đó là ví dụ giống như giờ cái trường hợp chưa xảy ra thì cái mình biết, mình suy nghĩ, mình biết này cái kia, nhưng mà xảy ra lúc đó đây là từ những người mình rồi, giờ là không còn gì nữa rồi. Dạ, rồi. À, là sợ lắm. Cho nên mình nói là khi nào mà chú có kiến thức về pháp luật và chú quên đi sợ hãi đi. Dạ. Thì chú sẽ mà quan trọng nhất là chú biết được cái quyền của mình là gì. Dạ. Và cái và pháp luật quy định gì thì lúc đó chú sẽ vượt qua sợ hãi. Dạ. Chú Thành tôi nói đã từng vượt qua cái chết rồi, bây giờ không còn sợ chết nữa. Dạ. Nếu mình chưa vượt qua thì đó là mình phải sợ. Dạ. Mà cho dù mình vượt qua nữa mình cũng sợ, tại vì mình còn vợ còn con nữa, còn gia đình của mình nữa. Đó, nếu có chuyện gì mình đi ở tù mấy giống Hà Văn Nam đó, đấu tranh đứa bốt BOT chú Thành quý rồi. Dạ. Thì cũng đi tù. Dạ. Nếu mà người ta có người nhà chú có lo thông tin, nhưng mình có ai đâu, vô đó là bị ăn đòn trong đó nữa, nói thiệt luôn, mình sợ đủ thứ. Cho nên là ngang đó mà có dâu dài nữa, bây giờ mình chỉ có hỏi chú một cái này. Đừng lo, từ sau trở đi sẽ có nhiều người có suy nghĩ mình đứng lên bằng đôi chân của mình và pháp luật thế nào mình cứ làm thì sẽ không đi tù được nữa đâu. Mình rất là tốt. Bây giờ là chú cất đi ha. Bây giờ chú cháu mình cái cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc. Và cháu sẽ giúp đỡ cho chú. Là như vậy ha. Còn cái buổi tiếp diễn là sẽ giúp như thế nào thì các bạn hãy là tiếp tục đăng ký và theo dõi cái câu chuyện tiếp theo sẽ đi như thế nào đó và làm cái hình thức thế nào đó để xử lý các
chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông làm sai và vi phạm chỗ nào và vi phạm pháp luật ở đâu, thì các bạn hãy cùng theo dõi kênh của Lê Chí Thành và Phan Châu nhé. Xin chào, cảm ơn, xin chào tạm biệt các bạn.